chúng mình, lời nói là mây trời xanh. Vì quá thương nhau anh nói rằng chẳng thế đẹp nhất là đôi mình, chọn kiếp chỉ có một mối tình, lời nói là mây trời xanh. Sau vẫn nhớ khi ta gần nhau, đã trao nhau bao niềm yêu mến, biết sao mà chẳng Désame mucho. It's time I went to my kiss a music diva. Đầu tiên xem kênh của Thế Giới Này thì hãy ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Em đang test chiếc Nationa có mã là RXFW32. Và bây giờ mời các bác thập âm thêm cửa băng số 2. Em tôi không đẹp như người thường, không áo xanh áo đỏ thơm, quang trên đường chiều lá khô giây phút chúng tôi là người sao trôi trên dòng sông chờ cho tình cờ anh lính làm thơ lời thơ em như hơi thơ khi em còn chờ một người còn xa tôi sẽ test thêm một đoạn nữa phần cái cuốn băng đôi mắt người xưa. Đấy. Bởi vì có rất nhiều bác đang xem kênh của em thì nói là em lồng tiếng, nhưng mà thực ra thì thứ nhất là khi mà mình đã bảo dưỡng chiếc đài tốt, thứ hai chiếc đài nó còn mới, công suất còn tốt.
băng mình thu chất lượng tốt thì nó sẽ ra chất âm tốt. Có một vài bác khách hàng mua băng của em nhưng mà hàng chưa tới thì các bác hãy chờ đợi nhá. Bởi vì có những cuốn băng là phải thu xong mới gửi được. Vì thế nên thời gian nó sẽ mất hơi lâu so với đã hẹn. Đấy. Bác nào lần đầu tiên xem kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải. Bên em đăng tải video vào lúc 20 giờ tối tất cả ngày trong tuần. Các video và các sản phẩm hoàn toàn không trùng nhau. Chúc các bác xem kênh vui vẻ. Mùi hương, mùi hoa tư bề bằng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tim thơ thơ. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ phàng để tình tôi dở dang. Đàn hoa xung quanh tường, nhìn sang trông nhớ thương thầm, mưa ngày mai mưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa tứ nhà nàng, ướp nhà thương đại khách, họ hàng cô bác liêu khen, nhờ nàng hãy giúp tôi màu hoa thắm tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bê dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Các bác vừa lắng nghe em test cassette hai cửa băng được phát ra từ chiếc đài của hãng Nationa. Đây ạ, Nationa, con này là Nationa RX gạch ngang FW 32. Sản phẩm này là hàng đấu Nhật, vì thế nên là hình thức và chất lượng còn rất là đẹp. Theo em đánh giá nó phải còn phải trên 90%. Và những chiếc như thế này thì bản thân mua ở Nhật giá cũng không hề rẻ. Và các bác xem nhiều cái kênh thì sản phẩm này nó hay thường bị mất cái nút này. Đấy, hay mất nút này, nhưng con này thì không hề mất. Bên em thì gần như các sản phẩm đều là tuyển chọn hết, nên là hình thức của nó thì không thể chê được. Nhưng ngược lại, giá của nó rất mắc. Tiền nào của đấy, không có cái gì gọi là ngon bổ rẻ cả. Đấy, các bác vì thế nên cũng hết sức là phải sao lựa chọn cho đơn vị bán phù hợp. Đã ngon thì không có bổ, mà đã bổ thì là không có rẻ. Đấy là quan điểm của em như thế. Về hình thức chữ đài thì các bác đã được em quay, các bác có đánh giá. Đây là có cái vết mạ của quay sách là hơi bong tí. Con đài này được sản xuất vào năm 1981. Thông tin em tra ở trên trang chủ của Nationa. Hoạt động thì cassette hai cửa băng. Ngoài ra thì có cả chức năng auto revert. Đây ạ. Auto revert bằng tay hoặc tự động. Đấy. Con này thì FM full 108 bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Ngoài ra thì có cả các cổng ăn chơi như là cổng line in, line out. Con này cắm nguồn ngoài 9V có thể cắm trực tiếp điện 220. Đấy. Bác nào mà mua sản phẩm trên thì có thể nhấc số điện thoại, nhấc điện thoại lên gọi ngay thì thế giới này. Em sẽ gửi cho hình ảnh chi tiết. Và qua đây thì cũng có video để các bác xem và sau này nhận hàng đối chiếu sản phẩm. Đài thì đẹp miễn chê. Bên em chỉ cung cấp các sản phẩm hàng có giá trị cao, chất lượng.
hoàn toàn không cung cấp những sản phẩm kém chất lượng. Và hàng bán thì được bảo hành dài hạn, có những sản phẩm bảo hành đến 12 tháng. Như sản phẩm đài trước mắt quý vị đây thì em bảo hành cho các bạn là 3 tháng. Có những sản phẩm bảo hành 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng tùy vào cái giá trị cũng như mức độ. Và các bác cần bảo hành thêm thì các bác cứ cộng cho em mỗi tháng là 150.000. Em sẽ bảo hành cho các bác cả 12 tháng. Thường những đài Nhật này thì nó rất là lành, trừ khi các bác cắm sai điện. Đấy. Vừa rồi là các bác đã được là nghe chất âm của nó thì có thể là nói là nghe tê tái. Con này thì phần này là phần chỉnh cái phần ba lăng trái phải. Ngoài ra thì nó có thể chỉnh lên đến dải 100 Hz, 330 Hz và 1 kHz. Vì thế nên là các bác chỉnh độ nhạy, độ bass pitch check cực kỳ là tốt. Đấy. Đầu từ con này thì em đã tháo ra vệ sinh thì gần như là mới tinh, chưa dùng. Đấy. Cái nút này là nút ấn cái phần cho reverb. Bây giờ em sẽ chuyển sang một phần test cuối cùng là phần test tính năng radio nhé. Sau đó thì em sẽ kết thúc video. Các bác muốn chơi phần radio thì gạch nút này. Thì gia đình sẽ là chi phí ngay tại thời điểm đó khá là nhiều. Tôi nghĩ rằng là nếu mà thực sự một chính sách tốt, thực sự là một chính sách mang tính nhân văn và có một cái sự ảnh hưởng cũng như là có thể kịp thời hỗ trợ những cái chi phí. Em U20 vừa tập trung, thế là em cảm thấy cạnh tranh là căng thẳng nhưng mà hôm qua của mình. Tech sau thời gian tìm hiểu và sử dụng, Kumagon New đã chính thức trở thành định mệnh của dạ dày. Những vết loét được làm lành, vi khuẩn HP bị ức chế càng chứng minh Kumagon New là lựa chọn tuyệt vời cho dạ dày. Dạ dày từ than vãn, dạ dày nhiễm khuẩn HP hình thành ổ loét bốn bể kêu đau. Và rồi Kumagon New đã xuất hiện để đảm bảo rằng Kumagon New chuẩn thiên nhiên, chiết xuất nano. Được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm trong đợt tập trung lần này của đội tuyển. Mang lại cảm giác hoài cổ, vừa gần gũi đời thường. Ở đó Hà Nội thật nên thơ, mộc mạc, hình ảnh con người vừa hiện đại nhưng cũng không mất đi chất riêng của mình. Phải là một người yêu Hà Nội lắm, gắn bó với từng ngõ ngách mới viết về. Vâng, em xin kết thúc phần test tính năng chiếc đài tại đây. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 3.500.000 đồng, chưa bao gồm phí ship. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Thế Giới Đài để sở hữu. Và các bác cũng phải lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì hãy cố gắng tìm chọn cho mình một sản phẩm ưng ý. Bởi vì khi mà mình cố tìm những sản phẩm nó không ưng ý thì khi mua về rất nhanh chán. Và con này thì em phải nói với các bác là chất âm của nó thì không thể chê được, nhỏ nhưng mà nó có võ. Bởi vì trong khoảng tầm 5-6 video trước đây thì em lên các sản phẩm size nhỏ, nhưng size nhỏ nhưng toàn sản phẩm có chất lượng cao. Em xin kết thúc video test tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.